cây rồi đấy. Bởi vì cây cái này là để lấy cái item, lấy cái trang phục giảm thiệt hại. Với map vực gì nhỉ, với map thoát tử thần thì là cái mũ persona nó giảm 10%. Với map thành cổ titan là cái túi đeo bên hông của gì nhỉ, Chronos Titan nó giảm 15%. Với nhà máy chất thải thì là gì nhỉ, nó là cái bê đông giảm 7%. Và cuối cùng là Acadia Balo Ring Blade Gold nó giảm tới tận 15%. Giảm sát thương của tôi có 30%. Thế là kiểu gì cũng chết sớm. Ui dồi, hôm nay chứng kiến ai mà 3 Apocalypse và PvP chứ giáo sư. Hiện tại là chúng tôi chưa thấy gì cả. Theo như chúng tôi phát hiện ra, theo như chúng tôi xác nhận là chưa có. Ok, bắt đầu nhỉ. Hiện tại là chưa có, bởi vì gì nhờ, cơ bản là cái token tím nó cày khó, phải bắt buộc từ step 30 đổ lên mới gì nhờ, chọn mới nhận được token tím đấy. Cái quan trọng nó là như vậy đấy cậu ạ. Họa hoàn lắm, chỉ có ai cày 24/24 từ hôm update đến hôm nay thì may ra mới có. Chưa biết hiện tại là gì nhờ, tốc độ của tôi thì cũng không nhanh, có vài tiếng chơi một ngày có vài tiếng thôi mà, cho nên hiện tại cũng mới chỉ có 200 token, hơn 200 token tím mà. Nếu chưa full set giảm nhất nhất đúng hồi máu được tanh bot tới step 30. Đấy sự thật. Tôi hiện tại là gì nhờ, giảm sát thương của tôi là hiện tại 70% cũng có thể gọi là tanh được một phần nào đấy. Plasma shop thế bỏ mẹ được đấy, không. Còn suýt lần nữa là ba xa là ba dòng nhá. Nhắc lại cho ai chưa dình biết về cái rank ID này thì dình nếu mà cầm súng dình nâng cấp level 7 vào như kiểu A12 Bastard Hexacore với lại cả P90 Frenzy thì khi khởi đầu trận đấu rank thì các ông sẽ được cầm một khẩu gì nhờ, một khẩu level 3 tương ứng đấy. Với A12 tất nhiên là shotgun, mà với P90 thì tất nhiên là SMG. Không biết về sau cho nên là trường hợp của con protocol thì không biết là nó sẽ như thế nào, chắc lại là rifle rồi. Khả năng thế là bởi vì gì hiện tại mới chỉ có 3 món đấy là có hàng level 7 thôi mà. À, chí mạng được. Mà bố là phải chờ ấy cơ, mà bố là phải chờ gì cả. Chờ ủa, chờ mấy tháng nữa. Mà bố thì phải chờ mấy tháng nữa. Red Zone 2 về. Nhưng mà cây Red Zone 2 thậm chí nó còn mệt hơn Red Zone 1. Bởi tiến độ nó kéo dài hơn. Các ông có thể tưởng tượng gì nhờ, một cái gì nhờ, một cái mốc kim cương của cái Red Zone 2 nó lên tận 1.000 điểm. Tức là rõ ràng nó đã gấp đôi so với Red Zone 1 rồi. Nó gấp đôi luôn nhá. Tất cả mốc đều gấp đôi so với Red Zone 1. Cày ốm bò luôn nhá. Còn có rifle chắc 14 rồi mà chưa về. Cái đấy phải chờ Red Zone 2. Red Zone 14 à? Có đây đâu. Ôi rồi bạn, tơ xanh rồi, tơ xanh rồi. Này là gì nhờ? Ba xanh à? Đúng ba xanh à? Nhưng không sao, thì phải thời điểm đầu này cứ ôm đi. Kệ bà đi. Khỏe mà. Nhớ phải lo. Nếu mà có cái con hổ máu thì không sợ đây. À quên, dạ đầu chỉ có hai con thôi mà nhỉ? Ờ, dạ thời điểm đầu có hai con mấy. Cho nên chả việc gì phải sợ cả. Xóa hết mình đi. À, bóc ngay vào sân rồi. Ui giời, game dễ. Bạn đổi được gì mới chưa? Thân Khánh kìa. Chưa, tôi bây giờ tôi còn chưa được cái gì cả. Bây giờ là tôi còn đang cày không cày được nhiều như mấy vị khác. Chứ 3T với cả 3T rồi cả Trần đã kiếm được
có fan rồi, thậm chí hai chân còn hốt cả con bò luôn ấy. Hai chân thì cái kinh rồi, bơi không được nhanh thế. Ừ. Rai cũng muốn chết kìa.